Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Trần Dung chánh án Nguyễn Hòa Bình. Ngày 25 tháng 11, báo Tiến dân đăng bài, ông này mặc thớt quyền giao lòng hành, kỳ 1 của tác giả Dương Tự Lập. Tác giả nói rằng ông Lưu Bình Nhưỡng là người tử tế cuối cùng của Quốc hội Việt Nam, tình ông bị bắt chẳng làm cho ai ngạc nhiên, nếu có ngạc nhiên thì chỉ ngạc nhiên việc bắt ông quá chậm Người ta tưởng ông Lưu Bình Nhưỡng đã tiêu đời khi ông chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trước Quốc hội rằng vi phạm của cơ quan điều tra Bộ Công an là rất khủng khiếp. Vào ngày 31 tháng 10 năm 2018, hay cuộc khẩu chiến ngày 30 tháng 5 năm 2019 giữa ông Nhưỡng với gã đại tá công an Nguyễn Hữu Cầu, giám đốc công an tỉnh Nghệ An, thì ông Nhưỡng cáo buộc rằng cán bộ công chức, nhất là lãnh đạo cao cấp, ăn chơi phè phẫn như quan lại ngày xưa hình ảnh bài bình luận trên báo Tiếng Dân. Nếu có ngạc nhiên thì chỉ nên ngạc nhiên khi một luật sư tài giỏi, nho nhã, buộc gà không chặt, vặt lông vịt không xong như Lưu Bình Nhưỡng, không giao găm, dắt bụng, không súng lục, cầm tay mà dám cưỡng đoạt tài sản. Ai hơi đâu mà ngạc nhiên khi thấy ông ấy đứng về phía dân oan, nghèo hèn, neo túng, chưa bị kỷ luật đảng ra khỏi quốc hội mà vô lối bắt người ta. Tác giả nhận xét ông Nhưỡng quên mất câu trong đám bọn gù kẻ thẳng lưng hóa thành khuyết tật. Tới đây khuyết tật nhưỡng ra hầu tòa sẽ phải đối mặt với Thiếu tướng Công an Nguyễn Hòa Bình là cái chắc. Tác giả nhắc đến việc chánh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tự khen, tự sướng, tự bốc thơm mình, kêu gọi hội nhạc sĩ Việt Nam phối hợp, phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về tòa án nhân dân vào ngày 1 tháng 11. Tác giả bình luận trong cường quốc dân oan này, thì lời phát động kia của lão tà Nguyễn Hòa Bình trở nên lạc lỏng, trơ trẽn, bá dơ, bá láp đến lố bịch. Đứa phát động cuộc thi, mặt đã thớt, mà đứa nào lao vào tham gia viết bài dự thi, chắc cái mặt cũng phải nhớt nhát tanh tao. Hình ảnh, kẻ mặt thớt Nguyễn Hòa Bình. Tác giả liệt kê những câu ngáo đá ngô nghê của chánh án Nguyễn Hòa Bình trong vụ án oan Hồ Duy Hải. Có sai sót nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án. Nếu không đủ căn cứ chứng minh là tội nặng thì phải quyết có tội nhưng tội nhẹ. Nếu không đủ ở khoảng cao thì phải xử ở khoảng thấp. Đồng thời tác giả cũng liệt kê một loạt vụ án oan như Huỳnh Văn Nén, Hàn Đức Long, Nguyễn Thanh Chấn, Lê Văn Mạnh, Nguyễn Văn Trưởng, Hồ Duy Hải trong nền tư pháp Việt Nam. Tác giả cho biết người ta đặt nghi vấn kẻ giết hai nữ nhân viên bưu điện cầu voi đã tẩu thoát kia có quan hệ mật thiết với quan chức cấp cao nhà nước có sự liên đới tới con đường công danh hoàn lộ của đạo tạc Nguyễn Hòa Bình chăng? Cha con vợ chồng Nguyễn Hòa Bình quá tai tiếng với khối bất động sản khủng ở Hà Nội và Quảng Ngãi với dự án ngàn tỷ trong tay. Tuy nhiên, những dự án của con trai Nguyễn Tuấn Anh, con trai Nguyễn Hòa Bình đều do những người thân tín bên sui gia với bố vợ Tuấn Anh quản lý hình ảnh Nguyễn Hòa Bình trân tráo cho đổi tên một trường cấp 2 thành tên của anh trai mình. Tác giả cũng cho biết Nguyễn Hòa Bình còn tự động đổi tên trường trung học cơ sở Hành Đức thành trường trung học cơ sở Nguyễn Kim Vang, anh ruột của hắn, kẻ đã ngã xuống như hàng triệu người con nước Việt của cả hai phe Bắc Nam trong cuộc chiến nồi da sáu thịt, cốt nhục tương tàn. Việc đổi tên trường của Bình là xảo trá, học thói háo danh của Nguyễn Thiện Nhân cựu bí thư Thành Hồ lấy tên cha Nguyễn Thiện Thành đặt tên cho một con đường ở Thủ Thiêm. Bình luận về sự to gan, gian manh, táo tợn, lì lợm của Nguyễn Hòa Bình, tác giả Nhại Kiều. Cũng tòa hành xử xưa nay, cũng phường bán thịt, cũng tay buôn người. Và nhại thơ Dương Quân, ai xưa chức trọng quyền cao, ông nay mặc thớt quyền giao lộng hành. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Trần Dung chánh án Nguyễn Hòa Bình. Mô hình kinh tế Trung Quốc đang đi vào ngõ cục. Ngày 23 tháng 11, VOA tiếng Việt có bài bình luận Trung Quốc, mô hình kinh tế gây bế tắc của tác giả Ngô Nhân Dụng. Tác giả dẫn một nguồn tin quốc tế cho hay giá nhà ở Trung Quốc tính tới tháng 10 đã giảm liên tục 5 tháng, giảm mạnh nhất kể từ tháng 2 năm 2015, kéo theo cả nền kinh tế đi xuống vì ngành xây dựng đóng góp 1 phần 4 GDP Trung Quốc. Tác giả cho rằng nguyên nhân sâu xa của hiện tượng này là sự thất bại của mô hình kinh tế bất chấp thực tế cũng như lý luận chỉ vì nhằm mục đích bảo vệ quyền hành của đảng Cộng sản. Tác giả đề cập đến tình trạng thị trường bất động sản Trung Quốc với hàng loạt công ty lớn nhỏ phá sản, không trả được nợ, những ngôi nhà bán trả góp trước không thể hoàn thành để giao cho khách. Người mua nhà trả góp trước được hứa hẹn giao nhà sau 3 năm nhưng chờ mãi không được giao, khiến cho họ lo lắng và ngưng đóng tiền. Đồng thời nhiều người tìm cách bán tống bán tháo khiến giá cả rơi xuống, dẫn đến việc các công ty xây dựng thiếu tiền. Điều này lại kéo theo tình trạng các ngân hàng không dám cho vay đã khiến cho các công ty ngày càng thiếu tiền trầm trọng hơn để tất cả tạo nên một cái vòng luẩn quẩn. Hình ảnh bài bình luận trên VOA. Tác giả dẫn phân tích từ một hãng tin lớn quốc tế, theo đó từ sau năm 1998, dân số đô thị Trung Quốc tăng lên, chiếm 2 phần 3 tổng dân số. Các công ty xây dựng đua nhau vay tiền để xây nhà bán, khiến nợ nước ngoài tăng cao. Từ năm 2009 đến năm 2020, nợ nước ngoài tăng gấp 100 lần. Trong khi đó, dân số bắt đầu giảm bớt và nhà cửa bắt đầu dư thừa. Cả nước còn 50 triệu căn hộ không có người ở và nhiều công trường xây cất ngừng hoạt động. Những chủ nợ lớn nhất của các công ty địa ốc Trung Quốc là người mua nhà trả góp, tiền tiết kiệm của 70% các gia đình trong lục địa đổ vào việc mua nhà để ở hoặc đầu tư, nhà cửa chiếm 60% tài sản của dân, giá tụt xuống, nghĩa là 70% dân Trung Hoa đang mất tiền dành dụm cả đời, địa ốc không còn là cơ hội kinh tế mà đã trở thành một vấn đề xã hội và chính trị. Tác giả cho biết Trung Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm cứu vãn tình thế, như từ năm 2020 đã hạn chế số nợ của các công ty bất động sản, năm 2022 hứa cho vay không lãi suất cũng như giảm lãi vay. Tuy nhiên, các biện pháp này đều không thấy hiệu quả. Năm 2021 GDP Trung Quốc chiếm 18,4% toàn cầu, nhưng năm 2022 chỉ còn 17% Tác giả dẫn một hãng tin tài chính quốc tế mô tả địa vị của Trung Quốc đang xuống dần, trong khi các nền kinh tế khác vẫn đang lên. Hình ảnh một tờ báo mạng Việt Nam to gan dám phê phán mô hình Trung Quốc. Số hàng xuất cảng của Trung Quốc đang giảm vì kinh tế các nước mua hàng cũng đang gặp khó khăn hoặc đang tìm các nguồn cung cấp mới. Các công ty quốc tế đang rút tiền lợi ra khỏi Trung Quốc. Các số đầu tư bớt 12 tỷ đô la trong quý 3 năm 2023. Đồng nhân dân tệ xuống giá, các xí nghiệp Trung Quốc cũng theo gót, chuyển đô la ra nước ngoài mua bất động sản. Theo tác giả, ngoài mối lo giảm phát thay vì lạm phát, Trung Quốc đứng trước hai vấn đề lớn nữa, số người làm việc giảm xuống và hiệu năng sản xuất ngưng động. Lực lượng lao động của Trung Quốc có lúc lên cao nhất bằng 24% số người làm việc trên thế giới, hiện xuống chỉ bằng 19% và trong 35 nữa sẽ xuống tới 10% kinh tế Trung Quốc sẽ chỉ tăng 2,5% một năm, bằng một nửa chỉ tiêu trên 5% của ông Tập Cận Bình. Tác giả kết luận, đây là kết quả tự nhiên của mô hình kinh tế theo Đảng Cộng sản Trung Quốc từ khi đổi mới. Họ từ bỏ kinh tế chỉ huy kiểu cộng sản cũ nhưng vẫn đề cao vai trò của doanh nghiệp nhà nước, đó là những xí nghiệp hiệu năng thấp nhất nhưng được cung cấp tài chính nhiều nhất, các xí nghiệp tư nhân đóng góp cho sản lượng quốc gia nhiều hơn nhưng khó vay được tiền từ các ngân hàng. Cơ cấu kinh tế Trung Quốc nặng về đầu tư, nhẹ về tiêu thụ, trái ngược với các nước theo kinh tế thị trường. Đảng nắm tiền đầu tư nên nhân dân bị lệ thuộc. Nếu tự doanh phát triển mạnh thì sẽ đến lúc không ai cần nhờ đảng nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Mô hình kinh tế Trung Quốc đang đi vào ngõ cục quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm d